Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 35. Sau khi thỏa thuận được hai vấn đề trên, hai đoàn đi vào thảo luận từng điểm một, không những về nội dung và nguyên tắc mà cả câu chữ, danh từ. Trong vấn đề ngừng bắn, tuy hai bên nhất trí là ngừng bắn tại chỗ, nhưng ta ghi rằng các lực lượng vũ trang hai bên sẽ ở nguyên vị trí trong vùng do mình kiểm soát. Kissinger tỏ ra không chấp nhận có vùng kiểm soát. Ông ta hỏi, không biết quân đội ta đóng ở đâu? Chính phủ cách mạng lâm thời đóng trụ sở ở chỗ nào? Xuân Thủy nói rõ ba vùng. Vùng do chính phủ cách mạng lâm thời kiểm soát, vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát, còn một vùng tranh chấp. Kissinger chấp nhận, nhưng ngay hôm đó ông ta điện cho đại sứ Mỹ Bân Cơ ở Sài Gòn, yêu cầu Thiệu phải nỗ lực đến mức cao nhất để lấn chiếm thêm đất đai của chính phủ cách mạng lâm thời, càng nhiều càng tốt. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1414. Phía Mỹ còn đòi ngừng bắn vô thời hạn, ta ghi là ngừng bắn lâu dài và vững chắc. Cuối cùng thỏa thuận trong văn bản tiếng Anh ghi như danh từ Mỹ đề nghị, còn bản tiếng Việt ghi theo đề nghị của ta. Trong việc chấm dứt ném bom ở miền Bắc, từ kinh nghiệm năm 1968, lần này ta đòi ghi chấm dứt mọi hành động vi phạm chủ quyền an ninh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong việc tháo gỡ mìn ở các cửa sông, Mỹ đồng ý sẽ làm, nhưng đòi phía Việt Nam phải hợp tác, điều mà ta không chịu. Mỹ lại đưa ra một câu vu vơ, không rõ trách nhiệm của ai. Cuối cùng, Kissinger đồng ý Mỹ sẽ tháo gỡ, làm mất hiệu lực vĩnh viễn, phá hủy tất cả những mìn ở vùng biển, các cảng và sông ngòi ở miền Bắc Việt Nam. Trong việc rút quân, hai bên thỏa thuận, thời hạn là 60 ngày. Lúc đầu Mỹ không chịu nhận rút các nhân viên quân sự liên quan đến chương trình Bình Định, nhân viên quân sự phụ trách bảo quản vũ khí, nhưng sau họ cũng nhận. Về thay thế vũ khí, lúc đầu ta muốn để hai bên miền Nam bàn trong từng thời gian, nhưng phía Mỹ đòi ghi cụ thể là hai bên được thay thế vũ khí đạn dược và dụng cụ chiến tranh đã bị phá hủy, hư hỏng, hao mòn hoặc dùng hết. Họ đòi không những thay thế vũ khí bộ binh mà còn cả phương tiện chiến tranh của các binh chủng khác. Ta đòi nguyên tắc ngang nhau trên cơ sở một đổi một và chủ yếu là vũ khí bộ binh. Hai bên không thỏa thuận được, đành gác lại. Riêng vấn đề tù dân sự là vấn đề mất nhiều thời gian nhất. Trong phiên họp này không giải quyết được, mà phiên họp sau nữa cũng chưa xong. Mặc dù Lê Đức Thọ đã nói rõ nhiều lần về trách nhiệm của người Mỹ, về đạo lý, về lương tâm con người cũng như về chính trị. Kissinger tuy đối lý nhưng vẫn tìm cách đổ trách nhiệm cho chính quyền Sài Gòn và chỉ hứa Mỹ sẽ dùng ảnh hưởng tối đa đối với Sài Gòn và tin rằng có thể mang lại một sự ân xá nào đó. Và vấn đề này cũng phải để lại. Trong vấn đề chính trị nội bộ miền Nam, Mỹ cũng chấp nhận không cam kết với bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào không tìm cách áp đặt một chính phủ thân Mỹ ở Sài Gòn. Về tên gọi, ta đề nghị một cơ cấu chính quyền lấy tên là Hội đồng Tối cao Hòa hợp Dân tộc. Kissinger đề nghị Hội đồng Tối cao Hòa hợp Dân tộc chấp nhận chữ cơ cấu, còn chữ chính quyền sẽ suy nghĩ thêm. Cuối cùng thì thỏa thuận lập một cơ cấu chính quyền lấy tên là Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc và giao cho hai bên miền Nam hiệp thương với nhau để lập các hội đồng cấp dưới trong vòng 3 tháng. Về chức năng hội đồng này, tranh cãi lâu là chữ đôn đốc. Yêu cầu của ta
là hội đồng này phải đôn đốc và giám sát hai bên thi hành hiệp định. Phía Mỹ cho rằng với chức năng đôn đốc, tổ chức này sẽ có quyền lực cao hơn hai chính quyền hiện nay ở miền Nam. Họ muốn dùng chữ thúc đẩy. Cuộc tranh luận về chức năng, nhất là về chữ đôn đốc, đã trở thành một giai thoại trong cuộc đàm phán. Tất cả thành viên trong đoàn Mỹ, dù không biết tiếng Việt, cũng biết rõ chữ đôn đốc này, tuy cuối cùng vẫn thỏa thuận đôn đốc. Về tuyển cử, ta đòi tổng tuyển cử, với ý nghĩa là tuyển cử trong toàn quốc. Mỹ nói là chỉ tuyển cử, sau họ cũng đồng ý tổng tuyển cử, và thêm, có tuyển cử ở địa phương mà hai bên miền Nam thỏa thuận, ta chấp nhận. Ta còn đòi, thông qua tổng tuyển cử, nhân dân miền Nam sẽ quyết định chế độ chính trị của miền Nam. Mỹ không nghe, đề nghị dùng danh từ tương lai chính trị, vì theo họ, đề nghị của Hà Nội có hại cho Sài Gòn. Cuối cùng thì thỏa thuận, các cơ quan quyền lực mà cuộc tổng tuyển cử đó sẽ bầu ra sẽ do hai bên miền Nam qua hiệp thương mà thỏa thuận. Vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam cũng là vấn đề tranh cãi kéo dài. Từ nhiều năm nay, ta luôn bác bỏ yêu cầu rút quân miền Bắc khỏi miền Nam. Dự thảo của Mỹ vẫn ghi vấn đề này do các bên Việt Nam bàn bạc giải quyết. Ta đòi ghi rõ, các bên Nam Việt Nam bàn bạc giải quyết và đề xuất việc giảm quân số và phục viên. Trước thái độ kiên quyết của Lê Đức Thọ, Kissinger chấp nhận và đề nghị ghi: trong số những vấn đề hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận, có vấn đề các biện pháp giảm số quân của các lực lượng vũ trang hai bên và phục viên số quân đã giảm. Công thức này không khác công thức ta đưa ra nhiều lắm, nhưng có vẻ lùng nhùng hơn, có thể giải thích quanh co hơn, và thực tế sau này sẽ xảy ra như vậy. Đến đây thì cuộc họp đã hoàn thành về cơ bản hiệp định. Cả Lê Đức Thọ và Kissinger đều tỏ ra vui mừng. Kissinger vạch ra hai thời gian biểu chênh nhau một ngày. Ngày 17 tháng 10 gặp lại, 18 tháng 10 Kissinger đi Sài Gòn, 21 tháng 10 Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, 22 tháng 10 Kissinger vào Hà Nội, 26 tháng 10 công bố hiệp định, ngày 29 tháng 10 hoặc 30 tháng 10 ký hiệp định tại Paris. Ông ta đưa ra một lịch công tác khác mà Lê Đức Thọ nhắc lại. 17 tháng 10 gặp lại nhau, 22 tháng 10 Kissinger đi Sài Gòn, 27 tháng 10 công bố hiệp định, 30 hoặc 31 tháng 10 ký hiệp định. Đây là một kế hoạch cốt để lừa ta. Kissinger sau này viết rằng, Hà Nội giữ vững nó và tôi không bao giờ tìm cách thúc đẩy quá trình đó. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn 1418. Hai vấn đề thay thế vũ khí và tù dân sự ở Nam Việt Nam sẽ giải quyết hôm 17 tháng 10. Lê Đức Thọ báo cho Kissinger biết sẽ về Hà Nội để đón ông ta, còn Bộ trưởng Xuân Thủy sẽ gặp ông ta hôm 17 tháng 10. Lê Đức Thọ vui vẻ nói, cuộc đàm phán của chúng ta đã kéo dài 4 năm, cũng là cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử đàm phán thế giới. Chúng tôi đã cố gắng nhiều và các ông cũng đã cố gắng nhiều. Hôm nay, chúng ta đã thỏa thuận được nhiều vấn đề tuy chưa hoàn thành hiệp định vì còn hai vấn đề. Nhưng nếu chúng ta cố gắng, nhất định chúng ta sẽ đạt tới việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Ông Thọ chúc Kissinger sang thăm Hà Nội bình yên. Kissinger đáp lại, tôi đã thương thuyết về Việt Nam từ năm 1967 và với ông cố vấn đặc biệt từ năm 1969. Chúng ta đã qua nhiều giai đoạn gay go, nhưng chúng ta đã vượt qua những giai đoạn đó và cả hai bên chúng ta cũng như hai dân tộc chúng ta đều nhận thức được rằng hòa bình là mục đích quan trọng nhất. Trong khi chúng ta đi từ quan hệ đối địch sang quan hệ hữu nghị, chúng ta phải nhớ rằng hai bên đã trải qua đau khổ nhiều. Chúng ta không nên đặt vấn đề nói cuộc chiến tranh này bên nào thắng lợi, bên nào thất bại. Thắng lợi thật sự của chúng ta bây giờ
là quan hệ lâu dài giữa chúng ta. Khi chúng tôi và đồng sự của chúng tôi đến Hà Nội, chúng tôi tỏ lòng kính trọng nhân dân Bắc Việt Nam anh hùng và bắt đầu thời kỳ mới trong quan hệ giữa chúng ta. Chúng tôi biết các ông theo đuổi hòa bình với sự kiên quyết như khi các ông tiến hành chiến tranh. Về kết quả cuộc gặp riêng này, Kissinger báo cho Nixon rằng Lê Đức Thọ đã trình bày một đề nghị mới với đáp ứng hầu hết các đòi hỏi chủ yếu của chúng ta. Ngừng bắn, lấy được tù binh, lực lượng Bắc Việt rút khỏi các nước láng giềng và quan trọng nữa là giữ được chính quyền Sài Gòn. Trinh sát Nixon cho rằng có ba vấn đề lớn trong đối ngoại: Trung Quốc, Liên Xô và Việt Nam. Đến nay, chúng ta mới thành công được hai, mở cửa với Trung Quốc và bước vào mối quan hệ mới với Liên Xô. Còn mục tiêu thứ ba, giải quyết chiến tranh Việt Nam, vẫn lẩn tránh chúng ta. Bây giờ, Kissinger nói, xem ra chúng ta có thể đạt được cả ba. Lê Đức Thọ đã đưa ra một đề nghị mới đáp ứng tất cả yêu cầu lớn của chúng ta. Kissinger kể ra các yêu cầu đó và kết luận, tất cả những điều quy định là tương đương với một sự đầu hàng hoàn toàn của kẻ thù. Họ đã chấp nhận một giải pháp theo điều kiện của chúng ta. Kissinger, hồi ký, sách đã dẫn, trang 691-692. Washington có lý do để vui mừng. Còn ta, sau đợt đấu tranh này, đoàn báo cáo về Hà Nội, ta đã đạt được 4 yêu cầu. Mỹ chấm dứt dính líu quân sự, ngừng bắn miền Nam, miền Bắc, rút quân, công nhận hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, công nhận quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam, công nhận các quyền tự do dân chủ ở miền Nam. Ngoài ra, Mỹ còn nhận đóng góp để xây dựng lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, đoàn vẫn cho rằng còn nhiều dấu hiệu Mỹ muốn vượt tuyển cử mà không ký kết. Ta phải hết sức cảnh giác. Đoàn đề nghị nắm chắc thế chủ động về thời điểm và cách đàm phán, không cho Mỹ kéo dài các vấn đề tồn tại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để Mỹ không chịu ký kết thì ta kịp thời chuyển sang tấn công công khai. Nixon, hiệp định xem như đã hoàn thành. Cuộc họp ngày 17 tháng 10, phía ta có thêm Lưu Văn Lợi mà Kissinger đoán chắc ông này là người dạy luật giáo hội. Phía Mỹ có thêm Sullivan, cựu đại sứ Mỹ ở Lào, có vai trò đối với Kissinger, theo như Kissinger nói, như vai trò của Phan Hiền đối với Xuân Thủy. Chủ trương của ta là không để phiên họp kéo dài, nhưng phía Mỹ cùng với những thủ đoạn xảo trá đã gây thêm những vấn đề mới. Ngày 13, họ gửi cho ta một công hàm nói rằng Tổng thống chấp nhận bản dự thảo làm cơ sở hiệp định, trừ một số vấn đề kỹ thuật và thay đổi thực chất, thì phía Mỹ có thể chấp nhận được. Những thay đổi họ yêu cầu là ở ngay trong dự thảo của Hoa Kỳ. Trong trả lời, đoàn ta vạch ra rằng việc Hoa Kỳ đòi thay đổi thực chất là nhằm thay đổi nội dung của hai điều khoản đã thỏa thuận. Đó là trái với nguyên tắc không bên nào được sửa đổi nội dung đã thỏa thuận. Ta cho rằng Mỹ đặt thêm điều kiện và gây khó khăn cho đàm phán. Trong công hàm ngày 14 tháng 10 gửi cho Mỹ, ta nói về những người dân sự bị bắt như sau. Theo luật pháp quốc tế, trong cuộc chiến tranh, khi chiến sự đã chấm dứt, thì tất cả những người của các bên bị bắt phải được trao trả ngay. Hơn thế nữa, với tính chất của cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, thì sau khi ngừng bắn, việc trao trả những người dân sự cũng như việc trao trả những người quân sự của các bên bị bắt giữ là một nghĩa vụ mà không bên nào được thoái thác và trì hoãn. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng, trong vấn đề phía Hoa Kỳ bênh vực cho một lập trường rất sai trái, để một bên có thể tiếp tục giam giữ những người dân sự của bên kia, đó là trái đạo lý, không công bằng và vô nhân đạo. Phía Mỹ nhận rằng, vấn đề này có ý nghĩa rất lớn và liên quan đến những tình cảm thiêng liêng nhất và sẽ hết sức tìm một giải pháp. Nhưng khi vào họp, Kissinger lại nói rằng
phía Hoa Kỳ chưa thuyết phục được Sài Gòn và đề nghị hai bên Nam Việt Nam sẽ thực hiện điều khoản này càng sớm càng tốt, làm hết sức mình để giải quyết trong 3 tháng sau khi ngừng bắn. Như vậy, lại thêm vấn đề mới. Ngoài danh từ thường dân vô tội mà Mỹ vẫn bám giữ, họ còn kéo dài thêm thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận từ 2 tháng lên 3 tháng. Kissinger giải thích thêm khó khăn của Hoa Kỳ ở hai điểm sau đây. Một là các ông muốn Mỹ đồng ý để tất cả lực lượng của các ông ở lại Nam Việt Nam. Điều đó đã là khó khăn lớn của Hoa Kỳ đối với Sài Gòn rồi. Hoa Kỳ chưa bao giờ đồng ý việc đó. Hai là thêm vào đó, các ông đòi Sài Gòn phải thả 30.000 người của phía các ông. Một khi số người đó được thả ra, họ sẽ tham chiến chống lại Sài Gòn. Xuân Thủy, tôi thấy lý do ông đưa ra là không đứng vững được. Thế thì chính phủ cách mạng lâm thời có nên thả những người bị bắt ra không? Ngay những phi công Mỹ bị bắt, chúng tôi cũng thả ra và không nghi ngại gì. Chúng tôi không đòi điều gì khác ngoài điều chúng ta đã thỏa thuận là những người hai bên bị bắt phải được thả song song với thời hạn rút quân. Kissinger vẫn nhắc lại sự phản đối của Sài Gòn và nói ý định của Mỹ không phải là không chịu thả trước 3 tháng mà dự định trước khi ký hiệp định, Mỹ sẽ cho ta biết một số chắc chắn những người được thả, coi như ân xá, và sau đó Mỹ sẽ dùng ảnh hưởng tối đa của mình để giải quyết toàn bộ vấn đề một cách nhanh chóng. Như vậy là trong thời gian 2 tháng sẽ có một số lớn người được thả như nói trong hiệp định. Còn lại, Mỹ sẽ dùng ảnh hưởng tối đa để họ được thả trong 3 tháng. Xuân Thủy đưa ra công thức đã nói trong Hiệp định Geneva 1954 là việc trao trả người của hai bên bị bắt và bị giam giữ vì đã tham gia bằng mọi cách vào cuộc chiến tranh chính trị và vũ trang giữa các bên sẽ được tiến hành song song và hoàn thành cùng một ngày với việc rút quân nói ở điều. Kissinger thừa nhận rằng mối quan tâm của ta là hợp lý, nhưng vẫn nói vấn đề này thuộc thẩm quyền của Sài Gòn và thêm. Một là ở đây hai bên có thể thỏa thuận được điều gì? Hai là ông ta đi Sài Gòn rồi trở lại đây để hai bên có thể thỏa thuận thêm. Ông ta tin rằng những đề nghị của Mỹ sẽ được Sài Gòn chấp nhận. Nếu các ngài muốn thì chúng tôi có thể giảm bớt thời hạn 3 tháng xuống 2 tháng. Hai bên chỉ có thể làm như vậy nếu Việt Nam muốn Hoa Kỳ làm hơn nữa thì chỉ có cách ông ta mang đề nghị của Hà Nội đi Sài Gòn rồi tuần tới trở lại thảo luận thêm. Và như vậy chương trình làm việc sẽ hoãn lại 3 đến 6 ngày. Có lúc ông ta nói 8 ngày. Xuân Thủy đưa ra một công thức khác gần giống như công thức trước nhưng Kissinger vẫn không chịu và nói lại là Hoa Kỳ chỉ có thể làm được một trong hai việc. Cam kết sẽ có một số lớn người được thả song song với việc rút quân. Cam kết thứ hai là sẽ dùng ảnh hưởng tối đa của Hoa Kỳ để giải quyết thỏa đáng trong 2 tháng. Ông ta lại đề nghị tách vài khía cạnh của vấn đề này để giải quyết sau. Mặc dầu làm như vậy, ông ta công nhận là đau khổ. Xuân Thủy, chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh, muốn nhân dân miền Nam Việt Nam không có hận thù với nhau. Thế nhưng đã ngừng bắn rồi, đã ký hiệp định rồi mà chính quyền Sài Gòn vẫn giữ một số người không thả. Bên chính phủ cách mạng lâm thời cũng không thả hết, thậm chí còn giữ một số người của Mỹ. Thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả là nuôi mầm hận thù xung đột. Điều đó có gì tốt đâu. Kissinger nói chắc chắn là các nhân viên quân sự của Bắc Việt Nam của chính phủ cách mạng lâm thời sẽ được thả và một số lớn người dân sự cũng sẽ được thả. Số còn lại sẽ có một cố gắng lớn để thả không những thông qua thương lượng của các bên Nam Việt Nam mà còn thông qua việc Mỹ dùng ảnh hưởng tối đa của mình để thực hiện việc đó. Rồi ông ta nhắc lại hai cách đã nói. Công thức của Mỹ
hoặc đem công thức của Việt Nam đi Sài Gòn rồi tuần sau gặp lại. Xuân Thủy vạch rõ trách nhiệm việc này là của Hoa Kỳ, phê phán cách giải quyết của Hoa Kỳ là không công bằng và vô nhân đạo. Vấn đề này tạm gác lại. Sang vấn đề thay thế vũ khí, Kissinger đưa ra công thức giống công thức của Hiệp định Geneva 1954 là hai bên được thay thế vũ khí đạn dược, dụng cụ chiến tranh bị phá hủy, hư hỏng, hao mòn hoặc dùng hết sau khi ngừng bắn trên cơ sở một đổi một, cùng chủng loại và đặc điểm tương tự. Xuân Thủy không đồng ý vì lý do đơn giản. Mỹ sẽ đưa vào Sài Gòn một số lượng lớn hơn nhiều so với vũ khí chính phủ cách mạng lâm thời được thay thế. Xuân Thủy vẫn giữ nguyên tắc ngang nhau. Kissinger lại viện ra việc quân đội miền Bắc không phải rút. Trong khi đó, việc thay thế vũ khí cho chính phủ Sài Gòn lại bị Việt Nam phủ quyết. Xuân Thủy đưa ra đề nghị mới, cả hai vấn đề tù dân sự và thay thế vũ khí đều viết theo công thức của Hiệp định Geneva 1954 và thay chữ nguyên tắc ngang nhau thành nguyên tắc bình đẳng. Kissinger vẫn không chịu. Cuối cùng Xuân Thủy đề nghị, về hai vấn đề này, việc trả những người bị bắt và thay thế vũ khí, ông đi Sài Gòn rồi ông vào Hà Nội như ta đã định với nhau, và ở Hà Nội ông sẽ trao đổi hai vấn đề này với các nhà lãnh đạo của chúng tôi, chắc chắn có thể giải quyết được một cách thỏa đáng. Kissinger đề nghị sau khi ông ta đi Sài Gòn sẽ có cuộc gặp với Lê Đức Thọ ở Viên Chăn để giải quyết tất cả các vấn đề, sau đó ông ta sẽ đi Hà Nội. Kissinger nói một cách lấp lửng rằng sẽ cố gắng thực hiện điều đã thỏa thuận, nhưng thời điểm và cách giải quyết phải phụ thuộc vào hoàn cảnh. Thấy rõ âm mưu của Mỹ là cố kéo dài, Xuân Thủy phê phán ngay. Cuộc họp kết thúc một cách nặng nề, không rõ ràng. Buổi họp hôm ấy, ngoài hai vấn đề trên, cũng giải quyết được các bất đồng về câu chữ mà các chuyên viên đã nêu ra từ phiên họp 12 tháng 10. Phía Mỹ còn nêu ra vấn đề mới, đòi Cộng hòa Triều Tiên tham gia Ủy ban Quốc tế và Hội nghị Quốc tế nhưng đã bị bác bỏ. Ngay sáng ngày 18 tháng 10, đoàn Mỹ gửi cho ta một công hàm nhân danh Tổng thống Hoa Kỳ. 1. Tổng thống cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã đến rất gần một sự thỏa thuận. 2. Tổng thống không thể đồng ý về một cuộc đi thăm Hà Nội của tiến sĩ Kissinger hoặc về một cuộc ngừng bắn đơn phương một số hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trừ phi trong khuôn khổ của một thỏa thuận đã hoàn thành. 3. Vì những bất đồng về những điều khoản 7 và 8 và vì tính chất không được thỏa đáng của một vài tuyên bố đơn phương của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nên thời gian cho cuộc đi thăm như thế chưa chín muồi. Công hàm đề nghị thêm một cuộc gặp riêng khác trong vòng 2 hoặc 3 ngày và đề nghị thời gian biểu sau đây. Ngày 22, 23 và nếu cần thì thêm ngày 24 tháng 10, Kissinger và Lê Đức Thọ gặp nhau ở Viên Chăn. Ngày 25 và 26 tháng 10 hoặc 26 và 27, tùy thuộc vào thời gian dài ngắn của cuộc gặp Viên Chăn. Kissinger đi Hà Nội để thảo luận kế hoạch sau chiến tranh với các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 27 hoặc 28 tháng 10, Kissinger về Washington. Ngày 28 hoặc 29 tháng 10, công bố điều khoản thỏa thuận cuối cùng. Ngày 19 tháng 10, hồi 20 giờ, nhân danh Thủ tướng Chính phủ, đoàn Việt Nam trả lời Mỹ. 2. Để tỏ thái độ nghiêm chỉnh và thiện chí của mình, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm hết sức mình để gạt bỏ những trở ngại cuối cùng nhằm hoàn thành bản hiệp định. Bảo đảm ngày tiến sĩ Kissinger vào Hà Nội và ngày ký chính thức hiệp định như đã thỏa thuận. Do đó, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đồng ý công thức do phía Hoa Kỳ đưa ra. Vấn đề thay thế vũ khí nói trong điều 7 và những đề nghị của tiến sĩ Henry Kissinger về điều 8 trong cuộc gặp ngày 17 tháng 10 năm 1972. Như vậy, ta chấp nhận việc thay thế vũ khí trên cơ sở một đổi một cùng đặc điểm và tính năng điều 7.
Còn vấn đề nhân viên dân sự bị giam giữ ở miền Nam, ta cũng chấp nhận sẽ có các bên miền Nam giải quyết trong vòng 3 tháng, nhưng cũng ghi nhận lời cam kết đơn phương của Kissinger. Mỹ sẽ dùng ảnh hưởng tối đa để làm cho số lớn được trao trả trong 2 tháng và số còn lại được trao trả hết trong 3 tháng. Ta khẳng định rằng những trở ngại cuối cùng cũng đã được giải quyết, nên đòi thực hiện thời gian biểu mà hai bên đã thỏa thuận ngày 11 tháng 10 năm 1972. Mỹ chấm dứt ném bom và thả mìn miền Bắc Việt Nam ngày 21 tháng 10. Kissinger vào Hà Nội ngày 22 và 23 tháng 10 và ký hiệp định chính thức tại Paris đúng vào ngày 30 tháng 10 1972. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày của Win Win Việt Nam. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.